Xin chào tất cả mọi người, tên mình là Trần Vận Long, mình sống ở khu Gamuda và tên sản phẩm là tên sản phẩm của mình là TD. Rồi, khi mà chúng ta muốn bắt đầu trò chơi thì chúng ta sẽ ấn vào lá cờ xanh đó. Ở trong đây chúng ta có thể thấy rằng là ở đây có rất nhiều người đang cầm vũ khí, thì khi mà chúng ta muốn muốn lưu lại quá trình mà mình chơi ấy, không bị mất ấy, chúng ta sẽ ấn vào cái này. Và khi mà chúng ta muốn muốn tải cái lưu lại của mình thì chúng ta ấn vào cái nút này. Bây giờ chúng ta copy and paste cái code mà chúng ta đã lưu lại, nó sẽ ra cái màn hình như này, như bạn thấy được. Thì trong đây chúng ta có thể lấy được 5 người để chiến đấu, thì như thế này. Thì rồi sau đó, sau khi xong thì chúng ta sẽ chọn chơi nơi mà chúng ta sẽ đấu. Thì đây chúng ta có nhiều nơi lắm, và sau khi ở đến đây thì sang thì sẽ có một cái lễ hội gọi khó để chúng ta chơi vui hơn. Và khi mà chúng ta vào đây thì nó sẽ có lượt lượt you must be the đây. Và đây sẽ có cái nút này, và muốn trong hai cái này ấy, thì chúng ta sẽ cần token. Muốn lấy token thì chúng ta phải thắng một trò chơi hoặc là thua một trò chơi. Nếu như thua một trò chơi thì nó sẽ đưa ít hơn, còn nếu như thắng thì nó sẽ đưa nhiều hơn. Thì trong đây chúng ta muốn vào game thì chúng ta ấn start game. Thì đây là số tiền mà chúng ta có được. Đồng thời đây chính là mạng của chúng ta. Nếu như con zombie đến đến chỗ cuối đích này. Và đây là số thời gian một lượt của trò chơi. Thì chúng ta muốn chơi thì chúng ta sẽ ấn vào một trong số cái con này. Nên nó sẽ bị trừ tiền mà ban đầu của chúng ta. À, chúng ta muốn nâng cấp ấy, thì chúng ta ấn vào cái con này, thì rồi sau đó ấn cái này là số tiền nâng cấp của chúng nó đây. Thì đây là chỉ số thời gian của nó. Ở đây chính là chỉ thời gian mà nó sẽ bắn, và đây chính là tầm nhắm của nó. Khi mà chúng ta đến bước nâng cấp cuối cùng rồi thì nó sẽ không thể nâng cấp được nữa. Thì đấy, trong số đó sẽ có một số con kiểu này ấy, thì nó sẽ có năng lực để làm cái con tower nó nhanh hơn hoặc là mạnh hơn. Thì chẳng hạn là cái con này ấy, thì nó sẽ làm con tower, thì nó sẽ làm cái con của chúng ta nhanh hơn như này. Còn cái con này ấy, thì nó sẽ giảm tiền, thì khi mà đến cái level 3 ấy, thì nó sẽ giảm tiền của chúng ta đi. Đây này, bây giờ nó được giảm đi. Còn bình thường
Rồi thế thì con nói thêm cho cô nhé, ý tưởng tại sao con lại tạo ra sản phẩm này và trong tương lai thì con có muốn phát triển thêm gì với sản phẩm này nữa không? Trong tương lai thì con muốn nó thêm nhiều con quái vật với cả nhiều con những cái con mà chiến đấu của chúng ta. Rồi vậy là những cái gì mà liên quan đến phần bài của mình là mình đã trình bày xong chưa nhỉ? Rồi ạ. À, rồi thế thì mình cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe nhé. Ừ, con cảm ơn thầy cô và Các các bạn. bạn cô đã lắng nghe. Ừ, rồi, cảm ơn Hiền Long nhé. Tín hiệu Hiền Long hình như nó đang hơi gặp trục trặc một chút xíu á. Rồi, rất là đáng tiếc khi mà bạn Hiền Long về sau thì bạn ấy không mở được camera và cái phần Google của bạn ấy, cái phần bài của bạn ấy chính ra là rất hay nhưng mà vì là nó quá nhiều các cái nhân vật và các cái hiệu ứng nên là bài của bạn ấy rất hay gặp tình trạng là bị giật và bị gọi là đang mở thì nó hay bị nốt lại trang hay là nó không chạy được nữa, bởi vì cô cũng đã chạy thử bài của bạn rồi. Nhưng mà với cái phần trình bày, cô nhận xét đầu tiên là phần trình bày của bạn Tiền Long nhé, thì thứ nhất là bạn nói khá là to rõ ràng. Về phần nội dung thì bạn có nói được về phần giới thiệu ok này, phần mô tả hoạt động thì cô nghe kỹ thì cô cũng hiểu được là cái phần sản phẩm của bạn là gì. Nhưng mà cô rất là mong muốn là Hiền Lam có thể sắp xếp lại cái phần mô tả hoạt động sao cho nó logic hơn. Ví dụ giống như cái đoạn sau ấy con nói thì nó lại hay hơn và nó dễ hiểu hơn và nó trọng tâm hơn. Còn cái phần đầu con nói nó chưa được trọng tâm nên là bị rối. Thì cô muốn là Hiền Long có thể xem để sắp mình khi mà mình bắt nói bất kỳ những phần nào, kể cả mình thuyết trình một sản phẩm lập trình hay là mình thuyết trình mình trình bày về bất kỳ một cái bài tập nào của con, có thể là bài tập trên lớp, thì mình nên chuẩn bị trước và mình nói lần lượt cho cô theo thứ tự logic là bắt đầu như thế nào và chơi thì chơi lần lượt thứ tự ra sao. Ví dụ như là các cái vật phẩm của con đúng không ạ? Thì mình có những vật phẩm nào mình sắp xếp từ trái qua phải, mình sẽ liệt kê lần lượt từ trái qua phải và với từng cái vật phẩm với từng cái thiết bị đó đúng không ạ, cái trang thiết bị đó thì mình nâng cấp thì có những cấp nào thì con giới thiệu chi tiết từng cấp từ cấp cơ bản cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cấp hết chẳng hạn đó, hay là có những cái trang thiết bị là nó có thể làm tăng tốc độ của các cái trang thiết bị khác đấy, thì mình sẽ nói sắp xếp lần lượt từ trái qua phải từ mở đầu đến kết thúc nhá. Và ở đây thì cô thấy là trong cái phần nội dung thì Hiển Long vẫn còn thiếu phần hướng dẫn lập trình, giống như bạn Lam Ngọc cô có góp ý đấy là mình vẫn còn thiếu cái phần hướng dẫn lập trình, thì cô muốn là ở đây là nó phân biệt nhé, nó phân biệt giữa việc là các bạn trình bày, các bạn nói về một video hoạt hình, các bạn nói về một trò chơi của người khác với lại nói về trò chơi của mình. Nó có một cái điểm đặc biệt là khi mà các bạn nói về trò chơi của các bạn hoặc là cái trò chơi mà các bạn hiểu thì các bạn sẽ nói được cái phần lập trình ra một số những chức năng nổi bật của chương trình. Đấy là cái mà thể hiện được là các bạn hiểu về cái phần bài của mình. Đấy, thế nên là cô rất là mong những bạn sau để các bạn có thể nói thêm được về phần này. Nhá, Hiển Long nhá.